Rồi hôm nay là ngày 4, mùng 3 tháng 4 nha. Em cũng lên thêm một clip mới nữa. Mấy anh mấy chú nào thích thì cứ alo nha. Clip này em sẽ chia thành hai phần, phần 1, phần 2. Tại vì cái điện thoại của em nó không có hết được tiền đó, nó không có hết thời gian được đó, cho nên là nó mới cùi lắm. Cho nên là với lại thứ hai nữa là mấy anh mấy chú nào muốn chốt hàng cứ gọi cho em, hoặc là cứ nha nhưng nhắn tin cho em cũng được hay gọi cho em được, nhưng mà đừng hạn chế trên Zalo nha. Tại Zalo em chốt trễ, nói chung là mấy anh mấy chú nào nhắn tin trên Zalo thì chốt mất cái đơn hàng đó. Nhiều khi chốt em khoảng nửa tiếng sau em mới trả lời được, hay là một tiếng sau em trả lời được, thì lúc đó thì nhiều khi không còn hàng đâu. Thôi cứ trực tiếp gọi cho em đi, hay là một tin nhắn thôi và em sẽ tự gọi lại nha. Rồi hạn chế trên nhắn tin trên Facebook nha, trên YouTube nha. Tại ở trên đó em tránh cái trường hợp lừa đảo, em cũng không có chốt bất cứ cho ai đâu nha. Rồi em sẽ chia thành hai clip, gồm có 30 mã nha. Rồi đầu tiên em lên bộ quýt của Viettel đây, trước đến giờ cũng chưa bán cho ai luôn. Đây 150.000 nha, mã số 1. Cây này là của Viettel nha. Đây Viettel đây đó, da băng đây, đầy đủ chữ nha. Để em soi cho mà thấy nè, thấy đó. Bây giờ cây này là cây vít đảo chiều nha, nè cái nút đảo chiều đó nè, nè đó đảo chiều lại nha đó. Nhưng mà cái này nó không phải xài vít, nó là một đầu mở lục giác nha. Nói chung mấy anh mấy chú nào muốn xài vít thì cũng được thôi, về chỉ cần thay cái đầu như thế này nè đó, kiếm cái đầu nào mà nó có hai cái ngạnh hai bên này đó là có thể gắn xài được rồi. Nhưng mà cái này là nó một đầu lục giác, thì nó gồm có từ cái đầu nhỏ nhất là lục giác 3 ly, nhỏ nhất là 2 ly rưỡi nè đó, nhỏ 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly, 3 ly rưỡi chứ, 5 ly nè, 4 ly, 5 ly, và đầu này là đầu 6 ly nha. Rồi 5 mũi từ 2 ly rưỡi tới 6 ly đó, mình về mình mở ốc lục giác hay là vỡ bít ba ke hay là bít trừ cũng được, thì mẹ tại cái bộ này nó kèm là nó có lục giác không à. Đó thì em bán cái giá là 150.000 nha cho cây Viettel này đó, vẫn hoạt động ok. Rồi tiếp theo mã số 2 là một cây vít nhấn, nó của thương hiệu Mr. Lloyd đó. Đây nó có cái mạc đây nè, mà em vệ sinh nó dán bằng đề can đó, vệ sinh cái nó bay mất tiêu rồi. Đây em cộng cho một em nói chú là một cái đầu cộng và một đầu trừ đó đó, thì anh nói chú nào thích thì em khuyến mãi thêm thôi. Rồi đây đảo chiều nữa không, thấy không đó, nó có cái mũi tên qua lại nè, chỉ cần lắc nó qua đây là đảo chiều lại, thấy không, lắc nó qua lại đây đó, đảo chiều qua đây, nó tiện dụng lắm, lắc qua lắc lại thế này không đó, thấy không, cận cảnh hơn không đó, rất đẹp nha. Cây này nó to nè, còn như thế này đây nè đó, còn như hạt này còn như thế này đây, mỏ cực kỳ đã nha. Đây hai đầu giá là 150.000 luôn nha, một cây vít của Mr. Lloyd, hàng rất là ít. Mr. Lloyd nói chung là nó chỉ sản xuất cây đồ nghề chẳng như cây cần hai chiều của đầu 1/2 thì nhiều thôi, còn mấy cái này nó ít khi nó sản xuất lắm. Rồi ok, rồi tiếp theo em lên một cây vít số 3, giá cũng là 150.000. Cây này là của Viettel nha. Đây cái cây này là nó đầu nó xài đầu như thế này nè, đây em mở cho nha, cây này mới là 100%, chưa qua sử dụng nha. Rồi ok, đây nó gồm có là một cái mũi dùi nè, đây cái đầu nó như thế này đây nè đó, một mũi dùi nè, một mũi cộng BH1 này nha đó, một mũi trừ nè, trừ 6 nè, đây này trừ 3 nè, đây một cái đầu cộng, đây có cái miếng nhựa để bọc cái đầu cộng đó nè, một cộng BH2 nè, và một cái mũi khoan, đây mũi khoan là mũi dùi đây để mình dùi gỗ đó đó, ở trong này nó sẽ tán đồng đó, tiện dụng lắm mấy anh mấy chú, chỉ cần mở nó ra, mở ra như thế này đây nè, để em làm cho mấy anh mấy chú những người nào mà chưa làm được cái dòng này nha, nó rất là chắc chắn, nó tiện dụng nó, thay vì mình đây mình chỉ cần mở cái ốc này ra thôi đó, nới lỏng ra rồi bỏ nó vô đây đó, nó có cái khớp cộng nó trong này nè đó, và cố định lại
Rồi mình có thể mở nha. Đó, rất là chắc chắn nha. Này bằng nó bằng kim loại, từ đây đổ xuống kim loại hết. Trong này nó có một cái ti kim loại luôn. Một cây của Vietcell. Đó. Giá là 150.000. 150.000 nha. Rồi, tiếp theo. Cũng là mã số 4 150 tiếp. Đó. Là một cặp vít đóng. Rất đẹp luôn. Hàng cây này đóng chắc giỏi lắm, một lần thôi, một búa hai búa thôi nè, nó chỉ một hai dấu chạm nhẹ cho nên thôi nè. Đó, một hai dấu chạm nhẹ chỉ một búa hai búa thôi. Còn cây bên này là hình như là nó chưa đóng luôn nè, nó chỉ để bị oxy hóa trên này tí xíu thôi, nhưng mà em vệ sinh thì nó cũng sạch rồi, cũng chưa đóng luôn. Đây hai đầu cộng hết nha. Đó, đó cây Vietcell, cây này nó để em soi cho ngồi khởi nha. Vietcell đó, còn cây này là nó của gì ta, nó có chữ Yamashita băng nè. Đó, cán đẹp cực kỳ luôn, cầm rất là chắc tay, đóng thoải mái nha. Rồi, cặp này cái chiều dài của nó là, khoan để em đo lại nha, chiều dài của nó là 20cm nha. Đó, 20cm. Rồi, hôm qua em có bán một cặp là 140.000 thì cái cây kia nó nhỏ, còn cái dòng này thì nó mắc hơn có 10.000 thôi. Thì 10 ngày cũng chả tới đâu hết á, cho nên thôi để em cái giá nó là 150 nha. Cái cặp hôm qua em mấy 140 thôi, thì cặp này 150 nè, cực kỳ đẹp nha. Hai cây của Nhật hết, một cây Vietcell, còn cái cây này nó có thương hiệu gì mà em vệ sinh ấy, nó bay mất tiêu rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái chữ Messenger băng này nè. Đó nè. Rồi ok, giá là 150.000 cho cặp đóng này nha. Về mấy anh mấy chú đóng ốc mở thoải mái. Đó. Rồi ok, tiếp theo em lên 3 cây vít nữa. Giá cũng là 150 luôn. 3 cây của Vietcell hết nha. Đây chữ Vietcell đây. Đó, cây này thì vệ sinh nó bay luôn cái chữ luôn rồi. Đó. Đó, này nó có chữ Vietcell ở dưới cán nè. Đó, cây này cũng vậy nè. Đó, cây này cũng vậy, cây này nó đây nó có chữ Vietcell còn mờ mờ nè, thấy không? 3 cây. Rất đẹp. Nó gồm có 2 cây BH2 và một cây BH1 nha. Rồi. Cán rất đẹp, có cái cây này nó bị chút xíu chỗ này thôi, nói chung là bị cứng gì thôi, nó chày ra là nó cũng không đáng kể đâu, nó không có ảnh hưởng gì đâu. Thì hai cây bên này thì ok. Chiều dài của cái bộ này á, là em đo là 21cm nha. Đó, 21cm lận nha, nó dài chứ không ngắn đâu, không phải là dạng 19 đâu nha. 3 cây em linh cái giá là 150 thôi nha. 3 cây Vietcell này 150.000. Rồi tiếp theo em lên một cây vít nứng, thương hiệu của nó là Tomat nè, dòng Tomat nè, giá 150.000, mã số 6. Đây chỉ cần mở ra đó, cây này nó lâu lâu nó mới có một cái cây mở thế này, đa số là nó liền luôn, nó ngắn hơn. Thì cây này nó mở ra đó, cái ti ở trong này nó còn trắng tinh luôn nè. Cây này hàng lướt nha, rất đẹp. Đây em nhấn thử nha, thấy không rất đẹp, đảo chiều lại. Đây em từ từ nha, để em kiếm tấm tôn ok lên đây, không tại vì nó cứng xuống cái miếng xốp ở dưới là nó không quay được. Rồi ok, nghe tiếng nè, thấy không, đảo chiều lại nè, thấy không. Rồi ấn vô khóa lại đó. Trong đây là một cái đầu trừ, và ở trong này nó có gồm cho mấy chú là nó có những cái đầu gì ta, đây theo gỗ luôn. À, một đầu cộng trong này và hai cái đầu dùi nha. Đây, cái đầu dùi đó đây. Đó, để mình dùi gỗ đó, mình chỉ ấn xuống là nó xuống gỗ thôi. Mình khoan gỗ gì đó, mình ấn đó. Rất đẹp. Không lỗi lầm gì hết nha. Này không bể luôn gì luôn nha. Rồi, em đo cái chiều dài của cây này là nó dài hơn những cái cây thông thường khác nè. Rồi ok. Chưa mở ra là 25 nha. Rồi, mở ra coi. Đó, mở ra chiều dài của nó là 34cm nha, 34cm. Rồi ấn vô. Rồi cây này giá của nó là 150k. Rồi tiếp theo cái mã số 7, 150.000 tiếp. Đây cây này á, nó không mở ra, nó chỉ như cố định như thế này thôi. Đó, cái cây này nó cũng là của Tomat luôn nè. Đây nó cũng có một đầu trừ trong này nha. Ở trong này nó cũng có đầy đủ vít trong này nè. Đây em nhấn thử nha. Được không?
đó, đảo chiều lại nè, rồi đầy đủ nha, đó, đó đảo chiều đầy đủ nè. Đây nắp sau của này không bể gì nha, cái cán còn đẹp lắm. Đa số cái hàng bãi về là cái này nó bị bể nhiều lắm, tại nó bằng nhựa mà, nhựa cứng mà thì cứng, đồ sắt lớn nó bể. Hai mũi vui và một mũi cộng nha, và ở trên này một đủ trừ rồi, đủ bộ rồi đó. Đây, đó quặng lại như thế này thôi, đó là mình xài vô tư nha. Đó, chiều dài của cái cây này là 25 cm nha. Rồi giá của nó là 150. Rồi ok, rồi tiếp theo em lên một bộ cái dòng để mà mở chìa khóa gọi là tự động đó, thì nhiều người thì gọi là cái cần tự động, có nhiều người thì cái lê tự động, thì đó thì giá là 300.000 cho mã số 8, nó gồm có 4 cây nha. Đây nó nặng lắm á, một cây mà đầu 6 đầu 8, ốc 6 này chắc em nghĩ là Việt Nam mình ốc thì cũng có đó nhưng mà ít ai xài đúng không, thì nó phải em bán cái bộ đó thôi. Đầu 8 đầu 6 nè, vẫn hoạt động ok nha, đảo chiều lại nè, đó thấy không. Rồi tiếp theo là một đầu 10 đây, đó đảo chiều lại nha, đó, của Nhật nha. Đây đầu 10 nè, đó đầu 10 nha, đó. Rồi ở bên này nè cũng một cây y chang luôn đó, đây băng gì đây, nó không chữ gì đây. Rồi đầu 13 luôn, đây tiếng đây, đó, đảo chiều lại nha, đó hàng lướt đẹp cực kỳ luôn. Rồi cái cây thứ tư là một cái cây này nó của KTC nha. Đây để em sợ cái mặt cho thấy rõ nè, đó KTC nó đóng chữ Nhật quá trời luôn hai bên nè, đó nó gồm có đầu 13 và đầu 12. Ờ cây này nó có hai đầu thôi, 12 13. Cái này nó không có cái đồ gài đây, nó chỉ cần mình mở ra như thế này và mình siết vô là như thế này, đó lật qua lật lại thôi. Và đầu này cũng vậy, đầu này đầu 12 cũng vậy, đó mở ra và siết vô, đó thấy không. À này mở ra nè, siết vô nè, đó siết vô nè, không đây cây này độ dày nó như thế này rất đẹp. 4 cây này em ra cái giá nó là 300.000 nha. Đó tại cây này nó mới ken luôn nè, nó sa băng đầy đủ nè, đó không? Rồi ok, giá cây này là bộ 4 cây này về xài vô tư không nó. Rồi giá của nó là 300.000 nha. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 9, đây 150 thôi. Đó là một cái cây một cái bắn mực đó, gọi là cái bắn mực, cái ống bắn mực để mà mình làm thợ mộc hay là thợ xây đó mình bắn nha. Thì em nghĩ rằng chắc họ làm thợ mộc thì nhiều thôi. Đây tem của nó còn đây, em vệ sinh em không dám lột ra luôn á, tại vì của nó sao thì để em để vậy luôn đó, chữ Nhật là nó tròn tròn như thế này nè, đó. Rồi ok, đây nó có những hoạt động chức năng là on lock đồ khóa lại nè, vẫn hoạt động ok nha. Rồi cái cây này á là để em mở cho mọi người xem nha, để em dán cái giá này đây, nó cũng hiệu là JR Lay. Đây chỉ cần kéo ra, đầu này có một cái kim, nó sẽ chỉ nó rất là chắc nha, mình kéo ra đó, cắm nó vô cái cố định gì đó là ra đầu, lúc vô mình chỉ cần xoay nhẹ nó vô. Ở trong này có một cái dây thiều, nó trợ lực thôi, mình sẽ thay tay vô. Nó thiết kế như thế này để mình đặt, bây giờ mình xoay nó vô nè. Rồi cái này là mình mở ra để mình gắn mực nè. À, cái lúc mà mình kéo ra mấy chú chỉ cần bấm cái này nè, ấn mạnh xuống là để cho nó ép cái mực này xuống này, đó đó ép xuống đè vô dây này ra sẽ ra mực một cam như thế này đó. Hết thì mình chỉ cần kiếm mực gì đó mình chế vô cũng được, nó đè xuống cho nó ướt dây thôi là mình cần kéo ra đó, đó đơn giản như thôi ha. Cái này rất đẹp, giá là 150 nha. Rồi mã số 9, 150. Rồi tiếp theo là mã số 10 là 180.000, cũng là một cái cây bắn mực luôn.
đó, nhưng mà cái kia nó bằng nhựa thì cái này nó bằng nhôm, nhôm như một cái khối bằng nhôm như là cái bình rượu đúng không, như là cái đồ đạn rất là đẹp đó. Chỉ cần men mấy chú là chỉ cần mở đây nè, nó có một cái đồ tay nè, mở ra đây đó là mình kéo ra đó, trong này còn phấn nữa, nó phấn màu, màu hồng hồng không đó, chỉ cần hết mần hết phấn chỉ cần mở này ra là mình mua phấn mình bỏ vô thôi, đổ vô đầy vô là được rồi đó, đổ vô luôn cho nó ướt nó thấm đều trong ra luôn. Đây mở cái đồng này nó bằng nhôm luôn nè, đó kéo ra, chiều dài của nó hình như là nó kéo được mười mấy mét á, rồi quấn nó vô quay nó vô đó, một cái tay quay quay nó vô cái kim nha, đó ở như đây quay nó như đây rồi xài xong á mấy chú chỉ cần gấp lại thôi đó, gấp nó nhẹ nó vô cái lỗ này nè, là nó chống cho mà lúc mình kéo ra là nó chống cái bị quay cái này nữa nè, đó nó cố định lại, nó có cái mạc đây mẹ em vệ sinh nó chốc rồi cũng chẳng còn nữa đâu, thì nó là nhôm mà là nó có hai con tán nữa mình mở ra, nhưng mà mở nó không có cần thiết đâu, chủ yếu là mở cái này ra để mình bỏ phấn thôi đó, nó đơn giản thôi đó, nhưng mà nó nặng, nói chung là nó đẹp bằng nhôm mà rất là dày nha. Rồi giá nó 180.000. Rồi tiếp theo em lên một cái cắt ống đồng đó, cắt đồng giá là 350.000 nha. Đó cái lô nói chung là cái dòng này em ít khi đem về lắm, tại vì nó thấy là có một cặp của Mỹ thôi em mới đem về đây nè, Girit nè, Girit nè đó, chiều miệng của nó là cắt từ thông số này, em sợ chữ Girit cho mọi người xem nha, đó Girit nha, đây thông số của nó đây 42 mm, lì là cái này nó mở ra được 42 mm nha. Này bánh xe vẫn hoạt động ok nha, nhưng mà cây này á là nó có chức năng mở nhanh nha, là mấy anh mấy chú chỉ cần bóp cái này xuống nè, bóp xuống nè và rút ra thôi đó. Đây, chẳng như mình mở ra như thế này thì nó lâu đúng không đó, mở ra lại lâu, chỉ cần bấm này thôi đó, bấm cái nút này nè đó, rồi rút ra thôi, thấy không, rút ra đây đó, khi nào mình siết vô nó thì đẩy vô, bánh xe không mẻ gì nha, cái này bánh xe rất là đẹp, nói chung là không mẻ, quan trọng là cái bánh xe này là không mẻ, lúc mình chỉ cần siết vô đó là mình quay như thế này đó, mình quay như thế này đó, mình cứ quay tới đâu mình siết nhẹ tới đó, là cái ống đồng hoặc là cái ống sắt nó cũng đứt thôi đó, ống sắt tròn á là ống đồng nó đứt từ từ, quay cứ em siết nhẹ từ từ vô tránh bể cái lưỡi dao này, thì mình cứ siết từ từ vô thì nó sẽ đứt thôi đó. Đó đây size 42 mm nè đó, một cây rít của Mỹ nha đó, Girit nè, còn cái dòng hàng tào lao thì em ít khi đem về đó, đó nó nặng lắm, cây này rất là nặng, nó là nhôm nguyên khối mà. Rồi ok, giá của nó là 350.000 nha cho mã 11 này. Rồi tiếp theo cái mã 12 cũng một cây tương tự luôn đó, 250.000 thôi, cũng là Girit luôn nè. Đây ở bên này nó sẽ có ghi thông số của nó nè, no 150 đó, cây này hình như là đã cắt được ống 34, ống 34 độ lại đó, tức là đó à này, cái ống được 27 độ lại thôi nha, 27 độ lại thôi. Ở cây này tình trạng nó là cái bánh xe này nè nó hơi bị dâm chút xíu ngay chỗ bánh xe này nha, đó chút xíu nhẹ thôi chứ không có nặng lắm đâu đó, chút xíu thôi, nó vẫn cắt ok nha. Đó cây này nó không có chức năng mở nhanh đó, thì bên mấy chú chịu khó quặn nó vô thôi đó, quặn nhẹ nhàng nó vô không đó, rất là mượt nha, này bằng nhôm nguyên khối và cái cục này con nhôm nặng lắm, cái bộ cục này là 3 lạng mấy đó. Đó ở sau này nó có một cái lưỡi dao nữa nha, đây cái kia nó cũng có luôn đó, lưỡi dao nè, ý là mình để mình đo tới đâu mình gạch tới đó đó, đó rồi để mình đưa vô mình cắt nha. Đó, bánh xe không hoạt động ok hai bên. Ok hết nha. Rồi. Cây này em ra cái giá nó là 250.000 nha. Đây 250.000. Nói chung ống đồng thì cũng ít khi cũng có ống lớn đó. Thì ống tầm nhỏ nhỏ đó, đi lạnh thì ống nhỏ nhỏ gì đó. Rồi, tiếp theo em lên là một cái cây cờ lê đa năng này. Giá là 230.000, mã 13. Đây, mới cây sà beng luôn, chưa sử dụng luôn. À, cái đầu nè, nó dày như thế này nè. Đó, gương bằng cái trái của em luôn nè. Đó, răng cổ đây, nói chung hàng bãi thì nó dục nó hơi bị oxy hóa chút xíu thôi, nhưng mà thật ra răng cổ không có mẻ gì đâu nha. Đó. Rồi. Rồi nó cái này nó có chấm thông số của nó là
từ 23 tới 32. Đó, đẹp mà, chẳng tin luôn. Rồi ok, độ dày nè, đó cái đầu nó dày cui, nó dày bằng bằng tay em luôn, thấy không? Đó. Rồi cây này cũng vậy. Cây này thông số là nó cây này nó có hai đầu nha. Đầu này đầu 9 tới 14. Đó là mở từ con ốc 9 tới ốc 14 đó. Đó. Này răng cổ đây. Mới ken xà beng luôn, đầu này cũng dày lắm nha. Rồi đầu bên này cũng vậy, đầu bên này là cũng mới ken luôn, cũng chưa sử dụng nha. Đây. Thì cái cây này bên này nó tới đầu từ 15, bên này từ 9 tới 14. Đó, 9 nè, 14 nè. Đổ qua bên này là 15 tới 22. Thì 15 22 thì bắt đầu từ 23 đổ tới 32 là một cặp luôn. Đó. Rất đẹp. Mở những dòng ốc bị lờn đầu á, mình mở chìa khóa không được, mình nhờ ít thứ hai. Ok hết. Giá 230 nha, một cặp luôn. Rồi tiếp theo em lên cái mã 14. 570.000. Đây là một cái cảo super. Cây này đây, nó super đây. Đó, magenta băng đây. Đấy, super. Thật sự mà nói cái cây này á là cảo số 4 nha. Đây số 4 này đóng hai bên số 4 nè. Bên này là đóng cái đây số 4 này. Cây này là nói là nó chưa sử dụng luôn, mới 100%. Đó có cái giá này, còn nếu mà sử dụng qua thì nó rẻ thôi. Đây cái đầu của nó nè. Chưa một cái dấu gì luôn nè. Đó, nó trắng tinh luôn nè. Đó, cái mũi nhọn lên rời như cái kim luôn nè. Thấy không? Trắng tinh luôn. Đó. Này chưa xài thì cũng chỉ là cái cây này, cái cây thì cái cốt ở trong thì vậy, chưa mở tới mà. Rất đẹp nha. Đây. Chiều tay của nó để em đo nha. Nếu mà mở đó, chiều tay như thế này đây là mình ướm chân thôi. Mình có thể mở được 16 nha. 16 cm nè. Đó. Đó, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng luôn. Đó. Tại cái mới mà, 100% cái lô hàng này em hôm qua em có về một cái kèm bấm xích cũng 100%, thì cũng một số là hàng chưa xài đó. Thì đó, nó có một lô hàng của nó như vậy. Thì đó là cái cạo super này nha. Hàng nói chung là ít khi có hàng mới mình thế này lắm, sự hàng bãi về. Em không có bị chưa xài thì cũng phải bị sét như rỉ hay gì đó, hay là hay móp méo gì đó. Như cái cây này là nó bỏ trong một cái hộp rất đẹp luôn, cái hộp nó bằng giấy nữa chứ. Nó tan nát rồi. Thì em dùng cái hộp thì em chỉ còn lấy cái này thôi. Đó đây, tay nè. Chưa đụng, chưa phạm gì, nó phạm vô là nó cứng chút xíu liền, chưa phạm nữa. Ở trên cũng vậy luôn. Rồi giá của nó là 570.000 nha. Rồi, cái cảo này. Đó. Mấy anh chú hồi rồi hỏi em hàng cái dòng cảo này nhiều lắm, tại em cũng còn ở trong hàng size số 9, số 10, số mười mấy em cũng có đó, nhưng mà từ từ em sẽ lên sau thôi. Tại vì hàng đó em đang chuẩn bị về tới rồi. Đây, 570.000. Tiếp theo là một cặp kèm với phe, cũng như em là hôm qua em đã nói. Một cặp của Lucky. Đây, một cặp của Lucky hết nha, mới luôn, chưa sử dụng luôn. Mới tan xà beng luôn. Đó, Lucky, bên này cũng vậy. Hai cây Lucky hết. Mới nha. Đây, nhàm đây chưa sử dụng nha. Đó, mới ken nè. Đó, cây này cũng vậy nha. Đó. Đó. Chiều dài của cặp Lucky này là 17 cm. Rồi. Thì hôm qua em có nói là em nhập rất là nhiều về, thì cái clip hôm qua thì em có đăng lên một số, thì mấy chú cứ gọi cho em hỏi thì em cũng chốt cho mấy chú cũng nhiều rồi, tương đối rồi, thì em cũng còn khoảng mười mấy cặp thôi. Đó, mười mấy cặp thôi, ít thôi. Đó, rồi ít thôi. Giá 240.000. Rồi cặp lớn này cũng vậy, em cũng còn ít thôi. Giá là 300.000. Đây cũng là Lucky luôn. Đó, đầu cũng chưa xài luôn nha. Đây chưa xài luôn nè, mới ken luôn. Cái này cũng vậy, chưa xài luôn, mới ken luôn. Đó, có cái cán đó, cái màu xanh đình lợt, xanh đậm thôi. Đó, không có gì đâu, nói chung hoạt động cũng ok. Dài của nó là 21 nha, xài lớn nè. Rồi, giá cặp này em ra cũng là 300.000 như mọi khi nha. Đó, em cũng còn mười mấy cặp này thôi, nói chung là bán cũng dần dần, hôm qua bán cũng nhiều lắm rồi. 300.000. Rồi, tiếp theo em lấy cái mã 17. Đây mã 17 đây là một cái cây cảo. Hay gì em bán cái cảo xích, nhưng mà cái này lại giống như là cái cảo xích gì đó. Đó. Đây thương hiệu đây. Nó đóng cái chữ gì ta? À, nó có ghi là miệng là từ 30 tới 45 ml nha. Đó, 30 đến 45 ml.
đó, thương hiệu đây. Đó, giá bằng thấy không, đầy đủ nha. Đây bên này cũng vậy, bên này nó đóng cái chữ cái size thôi, đóng thông số thôi đó. Thì cái này răng cổ thì nói chung con nè, nhìn cái độ trắng của nó nè đó, lưng ở trong nè rất bén nha. Đó, này mình mở là mình chỉ cần đút nó vô thôi nè, đó nó có hai ngàm, ngàm trên rồi mình siết ốc, siết ống gì đó, và ngàm dưới nha, ngàm dưới này đó, siết đây đó, mình biết siết qua đây mở lên đó, nó cố định cho nó bấu vô cái ngàm này thì không có tụt đâu đó, thấy không, rất đẹp nha. Để em đâu đó thì cái thông số đây thì mấy anh mấy chú nhìn cũng hiểu rồi đó, từ 30 tới 45 mili đó, siết qua đây à. Đó à, xếp qua đây, nó có mũi tên chỉ nè. Rồi ok, nó mũi tên chỉ nè. Giá 230.000, mã 17 này nha. Cái này rất đẹp. Đây, chiều dài của nó đây 25 sen nha, 26 sen. Rồi ok. Rồi, tiếp theo em lên một cái kéo cắt dâm, cũng là của Nhật luôn. Nói chung là em đây hàng Nhật không à, da bằng ha, đầy đủ nha. 170.000, mã 18 này. Đây lưỡi đây, nói chung là nó hơi hàng bãi thì nó để như thế này, nó lâu ngày thì nó xét vô thôi, nhưng mà thật ra lại không mẻ gì nha, không ảnh hưởng gì hết á. Thì em về chỉ vệ sinh chùi rửa thì nó ra như thế này thôi đó, không nó chỉ bị oxy hóa chỗ này do để lâu và bỏ bãi đó. Thật ra nó hoạt động ok nha, rất là bén nha. Đây lưỡi đây, không mẻ không dâm gì nha, rất đẹp. Rồi đây nó có chữ đây đó. Rồi ok, giá là 170.000 cho cái kéo cắt dâm nha. Mình cắt dâm, thế cắt dâm rất là hay, đa số là nó thẳng ra, còn này nó cong xuống đó, rất là đẹp. Rồi ok, tiếp theo đây cái mã 19 là một cái kèm bấm cót luôn. Đây Amor, thông số của này đây, cắt tuốt điện là từ 0.5 tới 5.0. đây là cái ngàm cắt điện đây, cũng còn bén nha, không mẻ nha. Rồi tay còn bén nè. Đó, lỗ cót, đây là những lỗ kẹp, lỗ cót ở trên này bấm cót nè. À, từ 0.5 đến 0.75, 0 à, rồi à, cái 1.25, 2.0 rồi 3 chấm đến 5 chấm nha. Ờ à, cái này nó nhiều lỗ chứ ta. Ờ à, đúng đó, nó thông số nó nhiều lỗ hơn này không? Lỗ trên, lỗ xé qua xé lại này ha. Rồi ok. Amon. Giá là 140.000 như mọi ngày. Mã 19 này. Rồi tiếp theo mã 20 nha, là 150. Đây mấy anh mấy chú sử dụng cũng biết cái dòng này em đáng cũng nhiều. Mình nhật nó đóng cái chữ gì, nó ghi cái lông gì ăn vô luôn nè. Đây nó có thông số nè. Đó, mà nó mờ hết rồi. Cái này là của Vietcell nha, nó còn chữ Vietcell đây nè. Đó. Đây, lỗ tuốt điện ở đây. À bên này nè, nó có ghi nè. À bên này nó ghi rõ hơn, đây này đóng chìm luôn nè. Đó, Vietcell. Đó, đây những cái thông số lỗ điện của nó đây, là từ 1 chấm tới 3 chấm đó. Bây giờ nhìn rõ chưa, đó vẫn hoạt động ok nha. Đây ngàm cắt dây điện của nó đây vẫn còn ok, không mẻ gì nha, vẫn còn cắt tốt hết chỗ này, bén lắm. Tại em không có dây điện nữa cho nên em không có thử được. Đây đó, rất là nhỏ gọn, bỏ túi rất là ok. Giá của nó 150 thôi, bằng mọi ngày em hay bán đó, 150 thôi. Rồi tiếp theo em lên cái mã 26 nha, là một cái kèm mỏ quạt, giá 160.000. cái này nó là thương hiệu của Lotter, con tôm hùm đây đó, size 250 mili. Lotter thì nó sản xuất đồ nghề, đồ lúc nào nó cũng dày, nó dày cui à, mổ lết như vậy nó nặng chình chập, nặng lắm. Đây tay cầm đây còn rất là đẹp, không mẻ không bể gì nha. Đây ngàm đây, đây hàng bãi thì nói chung là nó hơi sậm sạm màu thôi, không nhưng mà răng cổ thì cũng còn ok lắm, chung là không mẻ dập dập gì đâu. Đó bên này cũng vậy, thấy không? Đó rồi ok, thấy không? Vẫn ok, đó rất đẹp nha, cầm rất là chắc chắn tay. Cây này chiều dài của nó em đo coi à, là 25 cm luôn nha. Rồi 25 cm luôn, giá là 160.000 cho cây Lotter này nha. Rồi rồi mã 22 là 180.000, là một cái cưa. Đây chỉ cần ấn cái nút này nè, ấn nút này và kéo lên này, à nó vô ngàm